Đây là cái mẫu lồng cắt cỏ cá mà đây là cũng là để gặt lúa thấp. Ví dụ như ở trên mù Cương Chải em ấy này, Tràm Tố với Bản Mù ấy là người ta gặt là lúa sát một cách đất bằng này. Khoảng độ 10 đến 12 phân. 10 đến 12 cm là cái này là dùng để gặt lúa thấp. Và nó cũng là cái máy để cắt cỏ cá. Đây là cái lồng này là để gặt lúa thấp và cũng là để cắt cỏ cá. Đấy, là lồng cắt cỏ cá là lồng gặt là lúa thấp. Ở trong Trạm Tấu với Mù Cương Chải là gặt lúa thấp và gặt khoảng nghĩ luôn. Đấy. Gặt là lúa để phơi luôn tại ruộng.